Minh ơi, Chờ. sao như hôm nay lại nói tiếng nhỏ thế nhở? Minh, sao như nay mic nhỏ thế? Không biết. Xem lại xem cắm nhầm dây không nào. Mình hấp. Minh ơi, Minh ơi, Đấy cho thầy. rồi đấy, chắc là lại bật cái gì rồi đúng không? Không. Những cái mặt muốn đấm vào mấy phát. À, em bò vẫn chưa lấy đồng hồ. Hôm nay chị em bò. Thế cơ. Thế ông tặng gì cho em bò? Chẳng ai tổ Này lên nhà bà. cả. Là nghịch máy tính của cậu. Nhà bà lại vác máy tính của con đi làm gì? Mệt người. Đến nhà bà mà thì cậu không có Zoom, có mà lại không có ID của thầy, với lại không có cam. Lại bảo không có ID của thầy ngay. Vớ vẩn. Máy tính của cậu mà, có phải mang máy tính này đi. Ôi trời đất ơi, sao thầy mở nhiều tab thế này trời. Chờ thầy tí để thầy tắt bớt mấy cái tab này đi. Nhiều tab quá. Này. Cái này nó còn mở cái gì đây ta? Thầy có trên cái gì của nó đâu mà nó bảo thầy là có xếp hay không xếp nhỉ? Hey yo, nhiều tạp ghê. Rồi. Thầy không gửi bài tập. Có làm được thế, thầy gửi làm gì? Con bố thầy gửi, thầy không gửi, con phải dò YouTube. Con gửi rồi thì thôi, thầy làm gì? À, thầy gửi làm gì nữa? Leo xem lên YouTube xong rồi là làm, học lại. Thế nhé, không bao giờ xem. Nào, bài tập về nhà nào. Có cái gì nhỉ con nhỉ? Cái gì mà nói về nơi bạn đang sống? Mới nữa. Từ mới á. Từ mới có từ mới nào? Từ mới. Có không? Tôi chết rồi, không học rồi. Chết dở rồi. Toang rồi, anh giáo ạ. À. Ối rồi ôi. À. Thế là ối rồi ôi Ừ. rồi. Học hành thế này là ối rồi ôi rồi. Ừ. Này là phải bảo mẹ Quỳnh thôi. Nhá. Nhá, này trao đổi với lại mẹ Quỳnh. Nào, bài tập về nhà thầy cho có gì? Nhỉ? Thầy cho con cái gì nhỉ? Chết rồi, chết dở rồi. Học hành thế này là xong rồi. Bài tập thì cho không nhớ làm rồi. Làm thế nào đây nhở?
Min nhỉ? Min ơi, Dạ. làm như nào đây nhỉ? Bài tập có những cái gì nhỉ? Học từ mới. Ừ, từ mới là gì ô? Tôi Từ chết mới. rồi, không học rồi. Bacani. Sale. Sale. Sao là cái gì? Ốc ốc biển. Ốc biển á? Vâng. Vỏ. Cái vỏ á. Ừ. Vỏ ốc, vỏ sò ấy. Gì nữa? Ừ, phải chết rồi. Chết rồi. Cái gì nữa không nhớ rồi. Chết dở rồi. Không nhớ học hành thế nào rồi. Thứ sáu này làm bài test nhá. Vâng. Đáng lẽ là phải làm từ tuần trước rồi đấy mà thầy không nhớ, thầy không nhớ ra là làm. Quên mất. Nào. Có gì đây nhỉ? Min nhỉ? Chết rồi, mất 5 phút kiểm tra bài tập về nhà mà không nhớ thế này là dở rồi. Thế là dở rồi anh giáo ạ. Toang rồi ông giáo ạ. Nào. Xử thế nào đấy nhỉ? Gọi cho chị Quỳnh nhá. Gọi tin nhắn cho chị Quỳnh, hôm nay Min không học bài chị ạ. Xử thế nào bây giờ nhỉ? Cho chị Quỳnh xử nhá. Ok không? Đâu Thế bây giờ làm như thế nào? mà còn học thuộc không được cha. Mai không tính nhá. Tí cứ nói chuyện với chị Quỳnh. Now, let's find the words in the box and write them on the list, okay? Example, this is green and cows and horses eat it. What is this? What is this? Grass. Yes, grass. Now, number one, you see this on the ground at the beach. What is this? Number one. Sand. The ending sound. Âm cuối Sand, nào? sand, Send. sand, Send. sand, Không đọc thành d, d. Send. D. sand. People wear these on their feet, but they don't walk in them. What is this? People wear these on their feet, but they don't walk in them. Cái gì đây con nhỉ? Cái gì đây nhỉ? Đoán được không? No. Thử nghĩ xem nó chỉ trong này thôi này. Subscribe. No. Skates. Skate. Skate. Skate, đúng chưa? Cái giày trượt đi. Mà cái đi mà. Đúng không? Nhầm rồi. Bands sometimes write this. They are music with Song. Song. Song or songs? Songs. Songs, được chưa?
some people have this when they are asleep. What is this? Asleep. Mustache. No, dreams. Thôi chết rồi, thôi chết rồi. Asleep là gì? Asleep. Asleep được chưa? Cái chữ A kia là cái A kia là đánh nhầm. À. Thầy đã đọc là asleep rồi còn gì nữa? Asleep rồi, thầy có đọc là asleep đâu? Trời đất ơi. Now, you can call people on this and talk to them. Phone. Yeah, phone. A phone. A phone. Some men have this under their nose and above their mouth. Mustache. 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 Cứ mustache thôi. Mustache. Mustache. Nhớ chưa? Yes. You run a lot and kick a ball in this game. Soccer. 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 Okay. This is hair that some men have at the bottom of their face below their mouth. Beer. Yeah, a bear. No. Beard. Con gấu beard. Hả? A beard. A beard. Con gấu. Con gấu bên dưới cằm. Beard. 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 Là cái gì nhỉ? Rear. Cái rear mép. Beard mà. Thôi chết rồi. Beard. Dâu quay nón. Dâu. Mustache mới là ria chứ, thôi chết rồi, nhầm hết rồi. Nhầm mất tết rồi. Nhầm hết rồi. Thế dâu quay nón là gì à thầy? Dâu quay nón á cũng là beard. Nhưng ở đây nói là a beard. Chết rồi, nhầm hết rồi. Nhầm hết giữa beard và lại mustache rồi. Em Minh thối dạo này học hành vớ vẩn rồi. Nói chuyện với chị Quỳnh đánh đi thôi. Nha. Minh nha. Minh ơi. Yes. Này phải nói chuyện với mẹ đánh đi thôi. Mẹ con đi du lịch rồi. Đi du lịch về sẽ đánh đi sau. Úi giời ơi. Đi chơi về chưa được nhận quà đã bị ăn oánh rồi chứ nhỉ? Oh no. Oh no. Oh no. Now, Tasi, say which picture is different and why, okay? Now, let's say which is different and why. Picture. So look at the four pictures. One is different. So which one is different and why is it different? Okay. Okay. Now let look and tell me. Bây giờ con nhìn nhá, xong là cái từng cái một được chưa? Xem cái nào khác nhau thì bảo thầy. Lần lượt từng cái một. In the picture
Is the In the picture, 1, 3 and 4, there are what? round one? No. Picture. Tôi chết rồi, tôi chết rồi, tôi Ôi, chết dở rồi. khoanh nhau, khoanh nhau. Tôi chết dở rồi, toang rồi ông giáo à. Picture 2, 3 and 4. There are what? But picture 1. There There is is the woman is riding a bike, but the other people are walking. Next one. The man have a beard. Beard. Mistake. The man has a mistake. Mất tết thôi chết rồi, mất tết. Mistake. Mustache. But all the people are don't have a beard. Beard. Chúng còn dâu đây. Là dâu hả? Là gì à? Là The man in mistake. the second picture is different because he has got a mustache. Mustache. The other man haven't got a mustache. Đừng có nhầm mustache với beard nữa. Thế thôi. Anh nghe cho chép mấy chục lần cho chừa bây giờ chứ nị. Yeah. The there are two trees don't have leaves. How about the other picture? How many cheese? Thế là bức tranh có hai cái cây, bức tranh nào cũng có hai cái cây mà. Yes. You are older mà. Chết dở rồi, nào lại nào. Lại nào mình. Two the there is two trees don't have a leaf. There are trees have leaves. The tree in picture 4 is different because it hasn't got any leaves. There are leaves on the tree in the other pictures. Thì đã nói là chỗ nào cũng có hai cái cây rồi mà. Thì làm sao phải nói là hai cái cây nọ hai cái cây kia nữa đúng không? Thì chết rồi, mìn ơi là mìn. Nào tiếp nào. Picture 2 is different because it's outside. Cái gì áo sai nhỉ? Tôi chết rồi. Cái gì ạ? People outside. No. Student outside. No. Woman outside, No. man outside. No. No, no, no. Oh no. Oh no, 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 Outside. no. Oh no. Oh no, 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 no. Rồi chết rồi. The girl who is getting it different because the only one person in this picture and there are two Potion. people hopping, skipping and playing table tennis in the other. Or the girl in picture two is playing outdoor. Playing outdoor Outdoor. chứ sao lại outdoor được không?
Chết rồi, nhầm hết rồi. Ông sai. Đúng chưa? Playing outdoor chứ. Chơi ngoài trời chứ. Chết rồi, em Min nhầm hết rồi, Min ơi. Nào, Min đang có từ mới nào không? No. Hôm nay phòng thầy còn mất mạng, thầy còn đang phải dạy bằng mạng điện thoại đây này. Oh. Now Đeo điện thoại listen and write your answers, then complete the story. Now, I want you to take some paper and write 10 answers. Now, let's write the number 1 to number 10 going down the page. Ready? Mean. Yes. Let's write down it. Viết tên nào được ở đây? 10 answer here. Write the numbers 1 to 10 going down the page. Thầy, Ready? cái viết thầy thầy Yes. cái phần viết tên nào cũng được hả thầy, No. hay mình phải Write nghe? down it. Write down 10 sentences here. Do you understand? Write, not No. answer. Write. Right. Yes, write down it. Viết tên nào được hả thầy? No, not answer. No answer. Write down. Understand? No. Write down. Xuống. Write, okay. To your notebook. Remember, no answer it. À, mấy câu hỏi là Write down it, okay. Please write down it and I will explain it to you after, okay? Do you understand? no. Okay, write down it, please. Viết lại Để đi. Không cần phải trả lời, xong lát thầy sẽ nói cho. Khổ lắm. con một tí, để con một tí, để con lấy bút. Ui, thở nhẹ nhẹ thôi. Min ơi, Min, Min ơi, đi đâu rồi? Min ơi, Yes. đi đâu mà xa đấy con? Muốn chạy xuống tầng. Ui rồi ôi, như đi ăn cướp về.
Xong chưa? Minh ơi. Dạ. Ôi, có cái mặt đây nào. Ui giời nào, chép nhanh câu 10 câu này xuống nhanh lên. Lâu quá đi thôi. Nhanh nào, mới được mấy câu rồi, Min. Hai câu. Chữ đẹp nhá. Chép xấu thì thể bắt chép lại. Chép bao giờ bằng đẹp thì thôi. Cho 5 phút để chép cái này. Bây giờ là 9 giờ 26 phút. Chép đến 9 giờ 30 nhá. 4 phút để chép. Được chưa? À, xong rồi xem có từ mới nào vào thầy nhá. Chắc là không có đâu nhỉ. Còn nhầm giữa mứt tết với lại bia ớt không? No. Thì đã nhầm thì sao? Thì không sao. Ừ, thì lại nói chuyện với chị Quỳnh. Và chị Quỳnh lại cho Min một trận nhờ. Thích không? Yes. Chị Quỳnh lại lôi về oánh cho một trận. Yeah. Học với thầy suốt ngày bị ăn đánh chán nhỉ. Suốt ngày bị mẹ đánh. Phải không? Không Tôi chết rồi. Thế là ghét thầy rồi. Được mấy câu rồi con? năm câu rồi Ai? con Con nào? à, con được 4 câu thôi. Thế có phải con bí min không? Dạ. Có phải con đi min không? Không. Cái con gì min? À, con min hấp à? Con người. Con min hấp à? Thấy cứ nói chuyện là con sao lắm này. Thầy đang chờ nhá. À, 1 phút cuối Min ơi. 1 minute left.
Không chứ con. Con còn 3 câu. Nhanh nào. Nhanh không hết mất giờ rồi, còn học nữa chứ. Là mãi một bài mà hết mất mấy câu, mấy phút như này chết dở. Học hành như này là chết anh giáo rồi. Cái này là toang Xong. rồi. Xong Đúng chưa? rồi. Ừ. Rồi. Now, let's look at the story in D. Can you see the numbers? Can you see Yes. the numbers? Okay, that's right. The answer you wrote for that number on the line after it. For example, on the first line after the number one, that write the name of the person you know who has a mustache. Understand? Nhìn mặt ngơ ngơ thế nhờ. Mình có hiểu bài này không? Con Chắc là không rồi. Đúng không? Nào, bây giờ nha, con có nhìn thấy các cái số từ 1 đến 10 kia không? rồi. Ừ. Bây giờ hãy viết câu trả lời mà con viết cho mỗi một cái số ở trên một cái dòng, được chưa? Ví dụ này, ở cái dòng đầu Được tiên rồi. đúng chưa? Của số Yeah. 1, hãy viết tên của cái người mà con biết là người ta có cái gì đấy. Có dâu. Dâu hả? Mustache là cái gì? Check. À, diêm nhé. Đấy, bảo nhầm không, không nhầm này, xử thế nào đây? Thế này có nên gọi cho chị Quỳnh không? Có nên gọi cho mẹ không? Hả? Có, chắc chắn là có, chắc chắn phải gửi, phải gọi nào. Bây giờ ghi thầy vào các câu đấy xem nào. Nhà Em tên vẫn nó có trượt rồi. dâu. Ừ. Now, last night I watched a video on my computer of Vô. Danvo singing. Đen vô singing. Tiếp nào. Number 7. Number Singing noodle, noodle. noodle. Then, because I was really hungry, I ate. Five, Place of green. green Con tí. rồi chết rồi. Green gì đấy? Nhanh nào mi nơi. Hả? Green gì nhỉ? Chết dở rồi. Trong câu số 6 người ta hỏi gì Rồi. nhá? Think about the food you ate yesterday. Let's write some word about you. Ôi, dễ thế. Green gì?
Green apple, apple, That afternoon I didn't go to. afternoon, I didn't go to Hạ Long, Hạ Long, Hạ Long Bay. Hạ Long Bay to play. To play piano. Piano, because I couldn't move my To pass a fight. I couldn't move my gì nhỉ? Min nhỉ? Thôi chết rồi. Cycle, cycle. Cycle cycle là cái gì? À, hình tròn. Con không hiểu cái câu câu 9. Con không hiểu câu 9 nghĩa là gì. Choose a part of your face. Trong một phần trên người của con, à trên mặt của con. Ice, My eyes and my stomach hurt too. That night I had a funny dream about. fader. Là gì thầy? Thầy chưa nghe chưa hiểu. Nhạc thì trong này ghi là Ten favorite song. Naughty. Naughty Naughty, naughty, no Lion, nha. Lion. Lion. In my dream, they skipped and hopped outside my room on the balcony. They danced to. Nút à. Rice. Rise to. Okay. Funny story, right? Yes. Để sau này cho làm Okay. bài này tiếp. Bài này là bài về nhà nha. Về nhà con viết lại nha. Yes. Bảo về nhà cái mặt nó buồn luôn kìa. Chán không ngươi chứ? Nó kêu là nó thích Để sau làm xong này. bây giờ bảo nó về nhà làm nó. Chết Lần sau là rồi. lần sau phải cho thêm. Bảo yêu thầy, bảo quý thầy mà bảo làm bài tập là nó lại. Nhưng không biết thế này là dở rồi. Quý thầy gửi về nhà nhá. Vâng. Now let's play the game. Pro quiz. Now, food. The pronoun of food is Noodle. food, food, Food food. à, chân. Chân lẹ, lẹ. No. Plural noun, danh từ số nhiều của food là Brulo. gì? Food. Cho con nghĩ lại đấy. Cho con nghĩ lại đấy. Cho con nghĩ lại đấy xem. Cho Feet, con feet, feed. Next one. Photo. Photos. 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 Choose. Choose. Choose thành gì nhỉ? Teeth. Teeth. Thief. Teeth. Thief. Thief. Teeth. Thief. Fifth. Thief. Không Thief. phải fifth fifth nha. Fifth. Thief. Thief. Fifth. Thief. Đấy, đấy, biết ngay mà. Nào, đọc tít trước, sau đó đẩy âm. Nhìn thấy lưỡi của thầy không? Thief. Thief. This. Fifth. This. Đấy, đấy, đấy là fifth rồi. This. Rồi, nhớ chưa? This.
Dress. 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 Dresses. Dresses. Ai đọc thành từ grass đâu, thôi chết rồi, học hành cái này là dở rồi ông giáo ạ. Next one, man. Man. Hobby. Hobbies. Hobbies. Box. 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 Box thành gì đấy? Thành box. No, boxes. 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 Now, sausage. Sausages. Thành sausages. No, 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 cho con nghĩ lại. Sausages. 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 Biết sausages là gì không? Xúc xích. Giờ không biết cái này nữa thì now a game. Let's plan and present a game they played at home or in the playground and describe what you need to play it. So how many people are needed to play and the rules. And can you use picture from internet or photo of themselves playing it? Let's play and present a game. Hãy liệt kê cho thầy những cái gì nhỉ? Trò chơi mà con chơi nhà. Soccer card picking. What else? Jump rope. Let's describe what you need to play it. High and sick. High and sick. Là cái gì thầy chưa nghe được? High and sick. Có nghe quá con. Hi and sick. Không có hiểu. Trốn tìm với thầy. À. Trời ơi, hi and sick. Thầy là lạc cái hiểu biết. Trời đất ơi. How many people are needed to play and the rules? Many. How many? Many. I want to know the exact number. One. Two. Two. Three. No. Five. Okay, and the rules. And the rules. The rules. Rule là cái gì? Chết rồi, rules là cái gì không biết là chết dở rồi. Thức kẻ. Luật chơi. À, ruler mới là thức kẻ chứ. Thôi chết rồi. IT. Cái gì nhỉ? Chết dở rồi, toang rồi ông giáo ạ. Học hành thế này là chết dở rồi. How about the rules? Thế thầy. Chữ đếm là gì? Count. Count. Count two, one. Tôi chết rồi, không nghĩ ra được rồi.
Không nghĩ ra được rồi. Okay, so one person count and four person go to hide, right? And after the person count, after the person count, he or she will go to fight the people, right? Yes. Okay, now the homework. Okay, I will send it to you. Okay, two homeworks. Okay, two homeworks. Yes. Goodbye. Goodbye, goodbye, Một tay thanh không nhớ goodbye. Okay, so today we'll stop here, một okay? tay thanh như Đi nơi. dạ Bé bé tập về nhà nhỉ? Mấy bài nhỉ? ba trừ một ba trừ một Nhớ làm nhá. vâng Nào, thế có câu hay hỏi gì không? nhá. Sao? Có vấn đề gì không? Thầy quả trứng có trước hay con gà có trước hả thầy? Con đoán xem, cho con đoán. Con nghĩ là con gà. Tại sao có Không. biết không? Tại vì người ta tìm thấy chất gelatin ở trong buồng trứng của con gà trước. Là Được sao? chưa? Cái chất để mà tạo Là thành ra sao? quả trứng của con gà ấy, À, cái vỏ trứng ấy, là nó phải xuất phát từ trong con gà amazing, trước. good job, good Ôi, tưởng gì đi dăm ba cái này thầy biết hết. thầy, thế Gì? con người tiến hóa từ con gì ở đấy? Hôm trước nói với À, con thầy. cái con hiểu rồi, quên mất, quên mất. Chết rồi. Dạy đằng trước quên đằng sau. Thế cô ôn cho chưa? Cô ôn để cho thi chưa? Đang ôn. Cô cho ôn những cái gì rồi? Cô cho ôn là Ralph bây giờ chỉ xem bây giờ chỉ đang tìm bài để học học thuyết trình thôi. Thế có vào vấn đề gì không? No. Có cần thầy hỗ trợ không? No, no, no. Nó ghét thầy rồi. Thôi buổi sau, buổi thứ sáu làm bài test nhá, nhớ lên học đúng giờ này và làm test nhá. Chắc làm test rồi đúng không? Mình ơi. Nhá. Nhớ học kỹ nhá. Đáng lẽ làm test từ lâu rồi đấy, chẳng qua thầy quên thôi. Có chưa? Cười gái nào. Béo cái má thì xem nào, xem giờ này béo hơn chưa? Giờ này con béo hơn đúng không? Không biết nữa, chưa gì tân lại. Goodbye. You à, good, goodbye, see you again. Này mà lên mà giám khảo là nói câu đấy thì thôi xong. Này thì còn debate với ai nữa đây? Rồi, goodbye. You again. Có gì nhắn tin cho thầy nhá. Yes.